Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình về hàng nó lại là ngập nhà luôn anh em ạ. Hôm nay về quá nhiều hàng, toàn hàng chất đẹp và rất nhiều sự lựa chọn cho mọi người. Và giá thì nói thật các bạn là cực kỳ hợp lý. Thì mọi người xem ưng con nào, mọi người chủ động liên hệ bên mình để đặt hàng nhé. Qua số Zalo là 0566 88 499. Các bạn lưu ý rằng là các bạn đừng kết bạn mà phải nhắn tin đặt hàng luôn, vì bên mình full bạn từ rất lâu rồi sẽ không kết bạn được. Và bên mình bán hàng là có ship code toàn quốc nhé. Mua hàng mọi người được phép kiểm tra thoải mái, ưng thì lấy và không ưng thì các bạn có thể không lấy nhé. Ok, bên mình bán hàng là có ship code toàn quốc nha, mọi người chú ý giúp mình nha. Có ship code toàn quốc. Ok, có ship code toàn quốc và mọi người mua hàng thì được kiểm tra thoải mái, ưng thì lấy và không ưng thì các bạn có thể không lấy nhá. Đây, đầu tiên hôm nay về là con Samsung A52s 5G, nguyên hộp phụ kiện đầy đủ. Mình sẽ zoom gần vào, RAM 8 bộ nhớ 128, khách dùng cả đất, có cả ốp. Đấy, hàng mới về thì mình sẽ quay kỹ hơn cái hàng bên mình đang còn nhé. A52s 5G, bản RAM 8 bộ nhớ 128 nhé. Giá cực kỳ yêu thương, 5.4 triệu nhé. 5.4 triệu. Đừng để lên đây nữa anh, sao đầy quá rồi, đừng để nữa. Để dưới anh với đi, anh zoom lại rồi. Đấy, 5.4 triệu nhá, A5S 5G bản RAM 8 bộ nhớ 128 nhá. Tiếp theo mình về được khoảng 2 cây này để mình đợi. Đợi mình tìm. Tìm rồi, ok. Từng con một vậy. Mình về được một con XS. XS nhá. Con này có giá 5.2 triệu, 64 GB, hình thức con này được 98%, hình thức được 98% nhá, 97-98%, có 5.2 triệu rẻ như iPhone X, quá rẻ luôn. Em cho anh một cái bút, bút một tờ giấy luôn, 5.2 triệu, đấy, ừ, anh hiện 5.2 triệu, rẻ không? Mua rẻ bán rẻ thôi, quá rẻ. 5.2 triệu nhá. Hôm nay về cực kỳ nhiều hàng đẹp. Một con Vivo i21. Con này mấy hôm trước, về từ mấy hôm trước rồi nhưng mình không nhớ giá. Bóc cái giấy này ra đảm bảo mọi người rất là đẹp nhá. Máy đẹp keng 99 và bao zin. Đấy, Vivo i21 nhá. RAM 464, máy zin thì rất đẹp. 2.5 triệu thôi, quá rẻ, 2.5 triệu nhá. Thêm một con gì đây, một con iPhone 13 Pro Max màu quân đội. Con này các bạn biết như nào không? Đến ngày hôm nay mới là 2 ngày, khách mua mới được 2 ngày các bạn ạ, 2 ngày nhá. Gọi là nó có thể gọi là máy mới bản ve này, 128 GB này, tất nhiên rồi, pin là phải 100% rồi nhá, pin là phải 100% rồi. Con này khách gọi là mới mua gọi là được 2 ngày các bạn ạ. Khách hôm trước ra mua con sim từ quý 4 của mình và họ đi mua luôn con này, tức là mua 2 cái liền lúc. Mua xong cái thì được 2 hôm bán luôn cho mình nhá. Con này để cho mọi người với giá là 26 triệu, rẻ được 3 triệu nhá. Coi như một con máy mới luôn. Tiếp theo một con Samsung A03 RAM 464 2.1 nhá. Máy zin thì rất đẹp, RAM 464 2.1. Đó, Samsung A03 2.1 nhá. Tiếp theo mình về là một con Samsung A42 5G bản Hàn nhá. Hôm nay thì mình về được rất nhiều Samsung bản Hàn, hàng chính hãng của Hàn Quốc nhá. Samsung chính hãng, bên mình cam kết chỉ bán hàng chính hãng nhé. Quá đẹp, quá rẻ. 3 triệu A42 5G, màn hình Super AMOLED, quá đẹp.
rẻ, RAM 4 bộ nhớ 128. RAM 4 bộ nhớ 128 thì có 3 triệu thôi. A425G. Máy bao zin thì rất đẹp nhá. Tiếp theo mình về được 2 cây. Được 2 cây thôi các bạn ạ. 2 cây Samsung S20 Plus bản Hàn, RAM 12, bộ nhớ 256. Con này màn hình 120Hz 6.7 inch, pin 4500. Quá chất các bạn ạ. Quá chất cho một cuộc hình này. Nói thật mọi người, chip Snapdragon 845. À quên, sinh hoạt 865. Quá rẻ. Máy bao zin thì rất đẹp. Chung là hôm trước mình về được, tổng cộng mình về được các con này nó phải một lần 20 cây, một lần 2 cây, à, hôm nay 2 cây nữa là 24 cây. 24 cây mà mình còn tất cả khoảng 5 cây. Đấy, tức là mình bán được 19 cây rồi các bạn ạ. S20 bờ lợn nhá. Đấy. Thì đây mình mới còn 2 cây màu đỏ nữa nhá. Đấy. Ok chưa? À đâu, thế này mình còn 6 cây các bạn ạ. Thế còn 6 cây. Thì nó còn bán được 18 cây. Đấy, 6 triệu rưỡi nhá. 6 triệu rưỡi quá rẻ. Màn hình thì là 120Hz 6.7 inch. Đấy. Chip thì Snapdragon 865. Quá ok luôn. Quá ok cho mọi người chỗ. Tiếp theo mình về là một con Huawei i9 RAM 464. Máy zin thì rất đẹp. Giá thì quá rẻ mọi người ạ. 1.8 triệu. 1.8 triệu RAM 464 các bạn ạ. Huawei i9. Hai cam trước cả thôi nhá, hai cam sau vân tay đầy đủ, có 1.8 triệu thôi. Hấp dẫn không? Tiếp theo thì mình về được 3 cây này. Mình về được 3 cây này. Em ơi, thiết kế cho anh cốc nước đi em ơi. Mình về được 3 cây các bạn ạ. 3 cây này rất là đặc biệt nhé. 3 cây này là 3 cây bản Hàn. A71 bản Hàn thì nó sẽ là 5G. Con này dùng chip Exynos 980. Chip như con S, như con Samsung S20 bản Việt Nam. Chip ngang vào đấy. Nó là A71 5G, các bạn nhìn mượt không nào. Úi giời, quá mượt luôn. Nói thật mọi người nhá, người Hàn Quốc và người Nhật Bản ấy, mình đã bảo rồi, kể cả iPhone hay là Samsung hay, nói chung là cái tiêu chuẩn của ta rất là cao. Mà thậm chí nhá, họ dùng có lửa 5 nó họ bỏ. Họ dùng có lửa 5 nó họ bỏ. Đấy, thế cho nên máy bên Hàn Quốc, Nhật Bản cực chất luôn. Mình đã bảo mọi người rồi, cam kết là hàng chính hãng nhá. Đấy. Và bên mình vẫn bảo hành 3 tháng cho mọi người. RAM 8 bộ nhớ 128, chạy được một SIM 4 triệu bạc, quá rẻ. Con này không phải, con này con khác. Cái đời gì? Đây, mình lấy con hoa, mình không đấy ra. Để đây, dưới nhá. Mình có 4 cây rồi. Ở đây 4 cây, à 3 cây. Máy đều đẹp keng 99 nhá. Đều đẹp keng 99. RAM 8 bộ nhớ 128, dùng chip Exynos 980. Con này, các con này nó thật mọi người là, mình chụp ảnh cho mọi người xem này. Các bạn nhìn thấy nó led không? Quá led luôn này. Các bạn thấy led không? Siêu led luôn này. Các bạn nhìn này. Xôi, sâu vào, các bạn nhìn này. Có đáng mua không? Đập chết mấy con. Nếu mà những ai dùng một sim ý, thì mấy con A71 bản Việt Nam 2 sim ý, nó thật không tuổi. Không có tuổi luôn. Các bạn nhìn cam trước này. Đây, các bạn nhìn Thanh Tú Store này. Nhìn nó muốn yêu chưa? Nhìn Thanh Tú Store này đẹp trai chưa? Đấy, quá đẳng cấp. Thật sự có 3 cây thôi. Nhanh như các bạn nhé, nhanh tay. Lần này mình tìm được mối bên Hàn Quốc, gửi trực tiếp bên Hàn Quốc về. Máy chất nữa các bạn. Alo, S20 Plus thì bán bao nhiêu cây khách ạ? Thích. Tiếp theo mình có một con Samsung Note 20 bản Hàn. Máy đẹp keng 99 và bao zin, RAM 8 bộ nhớ 256 nhá. 7.7 triệu.
xong chúng lốt là 10 bản hạt 7.7 triệu. Có gì tiếp theo là một con A95G 3.9 triệu, RAM 6 bộ nhớ 128, máy đẹp keng 99 nhá. Bản hàng này thì mình nhập toàn hàng đẹp hết, bởi nó nói thật các bạn là người Hàn Quốc là dùng máy ta thích đẹp không, người ta thích. Nói thẳng luôn, trên thế giới này nhá, người Hàn Quốc và người Nhật Bản dùng máy vẫn là đẳng cấp nhất. Còn chính người Mỹ này là cái nôi sản xuất của iPhone ấy. Nhưng mà ôi, không thể ngửi được, không thể ngửi được các bạn ạ. Không thể ngửi được. Bởi vì mình ở đây mình bán cho khách nước ngoài nhiều lắm các bạn ạ. Thời kỳ trước dịch mình còn có 7 cửa hàng phục vụ khách nước ngoài. Samsung ạ, à xin lỗi các bạn, Oppo A74. Máy bao zin hình thức 9899, gọi là hơi phải lông mèo lông chuột một chút xíu đâu. Nhá. RAM 8, RAM 8 cộng luôn. RAM 8 cộng luôn nhá. Đây. RAM 8 cộng 3 này. RAM 8 cộng luôn, bộ nhớ 128 nhá. 3.7 triệu. 3.7 triệu. Tiếp theo mình về là một con Oppo F7, RAM 464. Quá rẻ, máy bao zin nhá. Máy bao zin Oppo F7. RAM 464, 1.6 triệu. Quá rẻ các bạn, 1.6 triệu. Các con mới về thì mình quay chi tiết nhá. Còn các con về lâu rồi thì mình sẽ quay nhanh thôi, mong các bạn thông cảm nhá. Tiếp theo có một con XS. Kính xấu, vỏ xấu, 5 triệu bằng một con iPhone X. Đây nhá, xuất một tí kính ở đây, không ảnh hưởng đến chất lượng máy. Và kính mặt trước cũng xuất một tí ở đây, mình sẽ dán cương được cho tất cả mọi người. Thanh lý có 5 triệu bằng đúng con iPhone XS mà 5 triệu. Quá rẻ nhá. Quá rẻ cho một cuộc tình luôn. Tiếp theo có một con 11 Pro Max. Máy thì mình bao zin, giá thì rất là mềm. Bản XA, bản châu Âu nhé, 64GB. Pin 87%. Để cho mọi người con này đúng 10 triệu. 10 triệu thôi nhé. 11 Pro Max 10 triệu, máy bao zin, bao full chức năng. Bao zin nhé, bao full chức năng và máy quốc tế luôn. Con này vì sao chỉ có giá là 10 triệu? Vì nó bị vỡ thì kính đằng sau này. Nhưng mà nó vỡ nó không vào cam nên là đảm bảo con rất là nét nhé. Đấy, các bạn mua về dùng bình thường, không cần phải thay nhé. Không cần phải thay, cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Các bạn nhìn này, zoom này. Nhưng mà còn lấy con, các bạn đợi mình tí, mình so sánh đi nhá. Mình so sánh một tí. Biết rằng là so sánh nó hơi kịch cỡm nhá. Một thằng có 4 triệu so sánh với một con 10 triệu. Mà con này là con xấu 10 triệu thì con này đẹp nó phải là 13 triệu. Tức là gì? Tức là gấp 3 lần tiền. Đúng mọi người, tức là gấp 3 lần tiền, ok. Và bây giờ mình sẽ để mình lấy cái con kia, nó có chế độ camera zoom gần này. Mọi người đợi mình xíu, mình so sánh luôn cho mọi người. Đây, đây, các bạn nhìn ra mình zoom gần này. Các bạn thấy nào, hai con này, bạn cảm giác thấy thế nào? Con này nếu mà đẹp, hai con mà đẹp như nhau nhá, thì con này nó phải là 13 triệu. Con 11 Pro Max phải 13 triệu. Con này có 4 triệu thôi các bạn ạ. Các bạn thấy thế nào? Các bạn nhìn thấy thế nào? Các bạn cảm nhận thấy thế nào? Đây. Đấy, mình lấy nét hơi rung nhá. Đây. Đấy, các bạn cảm nhận thế nào? Hãy zoom gần vào như thế luôn. Cảm nhận thế nào lấy nét? Nói chung là mình cảm nhận thì 11 Pro Max vẫn nét hơn, nhưng mà nét hơn chiếu nữa, không đáng kể nhá, không đáng kể. Nhập vào lô hàng ưng ý thôi, rất chi mưu luôn. Tiếp theo là hôm nay mua lại của khách một con S20 bản Việt Nam.
SMV bản Việt Nam RAM 8 nhá, bộ nhớ 128. Bản Việt Nam thì chỉ được RAM 8 thôi. Hai SIM nhá, 7 triệu rưỡi lại đắt hơn 1 triệu. Nói chung là thích dùng hai SIM, thích bản Việt Nam đấy online. Nhá. Còn nếu mà dùng một SIM thì chắc chắn nên dùng bản Hàn. Chắc chắn có điều nên dùng bản Hàn nhá. Tất cả nó đều là chính hãng mà, chứ không phải là chính hãng Việt Nam đâu nhá, chính hãng Hàn Quốc sản xuất cho người Việt Nam dùng đấy. Ok, đấy là những con máy mới về thì mình quay kỹ. Còn bây giờ những con máy mình đang còn thì mong mọi người thông cảm, mình sẽ quay nhanh nhá. iPhone X độ vỏ 13 Pro 64GB 6 triệu. Còn 256GB là 6 triệu rưỡi nhá. Bao màn zin, bao men zin, bao full chức năng. Còn XS mà độ 13 Pro 64GB 6.9 triệu cũng bao màn zin men zin full chức năng. Tất cả những con độ này mình đảm bảo các bạn men cực kỳ chất và đảm bảo là màn zin men zin, pin kém mình sẽ tay cho mọi người, là mọi người chỉ việc về xài thôi. Tất cả độ này mình nói thật các bạn mình bán rất là nhiều. Như này tiếp theo là XS Max độ 13 Pro Max còn rất là ít nhá, 8.5 triệu 64GB. Tất cả dòng độ mình đều bao màn zin men zin, pin kém mình sẽ thay cho mọi người. Và có duy nhất một cái XR độ 13 Pro 6.5 triệu nhá, XR độ 13 Pro 6.5 triệu. Tất cả đều bao màn zin men zin đấy, và bao full chức năng. Tiếp theo là iPhone 12 bản Việt Nam, máy bao zin hình thức 97, pin 91%, 10.500 nhá. Máy bao zin hình thức 97. Nó phẩy thì nó chỉ là phẩy phẩy viền thôi, còn mặt đẹp nhá, mặt đẹp. Mặt thì không phải hưởng gì. Còn một con 12 này là 128GB. Pin 89%, bản Việt Nam nhá. Máy đẹp, bị một vết duy nhất ở đây, đấy các bạn nhìn này. Đấy. Nhìn này. Đấy nhá, duy nhất một vết này thôi. 12.700.000. Mười hai mm 128GB 8.5 triệu, người ta đồng ý giảm xuống còn 8.5 triệu rồi. Pin 81% nhá, vỡ lưng máy bao zin. Còn con này là 6.5 triệu, con này hình thức chỉ được 95% thôi nhá, 64GB 6.5 triệu. Còn con 12mm này còn nguyên hộp, hình thức 98% nhá, hình thức 98%, 64GB 7.1 triệu, 7.1 triệu nhá. Đóng luôn cửa vào cho nó đỡ vỡ ồn chứ ngoài đi mở làm gì, 1 giờ sáng đến nơi rồi. Ngày xưa mình mở đến 2 giờ sáng đó các bạn tin không, bây giờ nói thật mình cũng nhiều việc thôi. Tiếp theo là 12 Pro Max 256GB pin 100, máy ma Mỹ 20.900, máy bao zin thì rất đẹp, 20.900 thôi nhá, máy ma Mỹ 256GB pin 100, quá rẻ. 12 Pro Max máy ma Mỹ cũng 256GB, con này chỉ có 19.500 thôi vì hình thức nó 98 nhá, hình thức 98 và pin 89%. Máy thì mình bao zin hết nhá, mọi người yên tâm. Tiếp theo một con 12 Pro Max nữa, con này 128GB hình thức 98, pin 89%, có 18 triệu thôi, quá rẻ cho một cuộc tình. 12 Pro Max hình thức 98 tức là có phẩy viền nhá, có phẩy viền các bạn ạ. Nhưng máy mình bao zin, pin 89, 18 triệu 12 Pro Max. Mai mình lại về được một con 13 Pro Max nữa, quá chất. Đây, 13 Pro Max này, bạn thấy hàng bên mình như nào, rất phong phú đa dạng. 13 Pro Max con này là mình đã giảm cho mọi người 300, là còn 24.200, pin 100%, máy đẹp bao zin. Con này là 23.900, pin cũng 100% nhá, hai con này giảm 300.000 một con đấy. Máy đẹp keng 99 và bao zin, pin 100 hết nhá.
Tiếp theo là 11 Pro Max 11.600.000, con này pin 85%. Hình thức con này thì bị một vết đây, một vết cấn bằng hai cái đầu thăm ở đây đấy. Còn máy bao zin nhá, 11.600.000. Con này thì 260GB, pin 84%, màn đã thay nhưng thay màn zin nhá, 12.300.000. Tiếp theo là một con này 11 Pro Max thay lưng 11.000.000, pin 89%. Đấy, con này thay lưng, mình ghi thay lưng luôn nhé. Và nó thật chia sẻ mọi người là nếu mình không nói là thay lưng ý, các bạn là người dùng thì các bạn sẽ không mở biết được. Mình bán theo kiểu treo đầu dây bán thịt chó ý, các bạn sẽ không mở biết được nhé. Nhưng thay lưng bên mình sẽ báo 11.000.000. Tiếp theo con 11 Pro 64GB 8.900.000 nhé, 64GB 8.900.000. Hình thức con này 98% và đã ép lại kính rồi nhá. Nhưng mình bán cực rẻ, 8.900.000, rẻ được hơn 1.000.000. Còn con này, con này là như nào mình báo lại mọi người nhỉ? Con này là con đã thay pin zin à, thay màn nhưng thay màn zin nhá. Đấy, pin 96%, 260GB, 10.700.000, 10.700.000 con này nhá, bản khác. Và một con 11 Pro Max 206GB mình đang dùng, pin 85%, bản KH mình đang dùng nhá. Máy rất là ok luôn. Đấy, máy mình đang dùng mà nhá. Con này để cho mọi người giá là 13.500.000. Tiếp theo là iPhone 11 thì nhà mình nhiều lắm. 64GB dao động 8.000.000, 128GB dao động 9.000.000 nhá. Mình cứ đọc thế bởi vì mình này có những con chỉ có 7.200.000, 7.300.000 thôi, nhưng có những con 64GB lên đến 8.600.000, 8.800.000, thậm chí là 9.000.000 nữa, là bản Việt Nam đẹp long lanh, pin gọi là cao gất ngửa đấy. Còn 128GB nói chung là nhà mình nhiều lắm cái dòng này nhá, mọi người chủ động liên hệ bên mình đi, chứ còn mình quay chi tiết từng cây một thì chắc là đến Tết Tây chưa xong được, môi ma cho mình một đống như thế. Thanh lý cho mọi người một con Eagle Max mực màn 5.500.000, dành cho những anh em là chưa đủ tiền mua phải phun chức năng nhá. Phun chức năng mực màn, con này pin trâu đấy, tuần nay các bạn còn pin. Còn Eagle Max ấy, nhà mình cũng rất là nhiều nhá. Eagle Max nhà mình 64GB dao động là 8.000.000, còn là 206GB dao động là 8.700.000, tùy màu sắc hình thức nhá. Đấy là Eagle Max. Đấy, ví dụ như con này này có 8.000.000 pin mới thay nên là pin dùng thoải mái luôn, 8.000.000 màu gold. Thế còn XS nhá, 64GB dao động là 6.300.000 tùy hình thức, còn 206GB dao động 6.700.000 nhá. Đấy, tùy hình thức và tùy pin, tùy cả màu sắc nữa. Đây là XS nhá, mình cũng nhiều lắm không quay được, quay gọi là chung chung như vậy. Mọi người muốn xem mà như nào thì nhắn tin Zalo cho bên mình, hoặc gọi điện cho bên mình. Muốn mua con XS mà chỉ cần zin thôi, 66 thì cũng được, 64GB chẳng hạn đấy. Mình có con chỉ 6.000.000, thậm chí 5.500.000 có, 5.200.000 có đấy. X nhá, X64GB dao động 5.200.000, còn 206GB dao động 5.700.000 nhá. Đấy, bạn thấy không? Rất là nhiều. Dòng này mấy chục cây. Tiếp theo là 7 nhỏ nhá. 7 nhỏ thì mình cầm gọi là tượng trưng hai con thôi. Chứ nhà mình đầy đủ màu sắc nhá. 32GB 2.500.000 máy đẹp. Còn 2.300.000 là máy phẩy nhá. SE 2020, 64GB máy đẹp 4.000.000, máy phẩy 3.700.000. 128GB máy đẹp 4.500.000, máy phẩy là
4,2 triệu nhá, trên nhau 300.000. Đây là SE 2020. Ai thích dùng máy phụ, dùng con này quá chất luôn, dùng được 2 sim. Chip của nó thì ngang với iPhone 11. Thế còn 8 nhỏ 64GB máy đẹp là 3,6 triệu, còn máy phẩy là 3,3 triệu nhá. Bảy Plus độ vỏ vuông 3,7 triệu, 32GB, còn 128GB là 4 triệu nhá. Còn hàng không độ vỏ thì là 32GB, dao động là 32GB, dao động là 3,5 triệu, còn 128GB dao động 4 triệu nhá. 7 Plus, 8 Plus thì mình hết sạch rồi. Cái con học cái con màn linh kiện đâu nhỉ, đây à? Không phải, con màn linh kiện đây đúng không? 6 Plus màn linh kiện nhá, 1,5 triệu. Ok, giờ mình sẽ giới thiệu sang dòng Android nhá. Mình sẽ giới thiệu nhanh thôi. Redmi Note 9 5G, RAM 8, bộ nhớ 128, máy đập kem 99, 4 triệu, bản 5G nhé. Samsung S22 Ultra, còn duy nhất một cây thôi. S22 Ultra, RAM 12, bộ nhớ 512, 19 triệu, nguyên hộp nhé, đẹp kem 99. Samsung A11, RAM 3, bộ nhớ 32, máy zin đẹp 1,8 triệu. Oppo Reno 4, RAM 8, bộ nhớ 128, máy zin đẹp 3,9 triệu. Đây Samsung A71 này, con 4,3 triệu là con xấu này nhá. Còn con 4 triệu con này thì hơi sức một tí ở đây. RAM 8, bộ nhớ 128, máy bao zin nhá. Samsung A71 bản Việt thì sẽ 2 sim. Con nào bản Việt thì mình không nói nhá, còn bản khác thì mình nói thôi. Oppo Reno 5, RAM 8, bộ nhớ 128, máy zin hình thức 98, 4,4 triệu nhá. Vivo V1915, RAM 6, bộ nhớ 128, máy zin hình thức đẹp 2,6 triệu. Anh hết chủ đề không? Samsung A13, RAM 4, bộ nhớ 128, 3,3 triệu, còn bảo hành đến tháng 5 nhá, năm 23, máy đẹp keng 99. Con Samsung A13 này thì RAM 6, bộ nhớ 128 nhá, máy đẹp 99 và bao zin 3,8 triệu. Samsung A72, RAM 8, bộ nhớ 256 nhá, máy zin thì thức đẹp 99, 5,9 triệu nhá, 5,9 triệu. Từ 6,1 triệu mình giảm còn 5,9 triệu. Samsung A535G bản một sim, bản Hàn một sim, 5,6 triệu nhé, máy đẹp keng 99. Còn con A535G này thì mình giảm cho người 300 nhé, là còn 6 triệu, bản Việt Nam 2 sim nhé, A535G 6 triệu. Đấy, bản Việt Nam thì luôn luôn dùng được 2 sim. Note 10 Plus, Note 10 Plus hình thức 97-98%, RAM 12, bộ nhớ 256, bản Hàn 6,5 triệu nhá. Note 10, Note 10 bản Hàn, con này xấu thì mình thanh lý 5,2 triệu. Còn là hai con này là xin lỗi, tất cả 5,2 triệu, tất cả đều 5,2 triệu nhá, không phải xấu. Hình thức 97-98% hình thức như nhau, đều xấu nó phải đấy. Máy bao zin mà đẹp không hà mố nhá. Note 10 bản Hàn, RAM 12, bộ nhớ 256,
5,2 triệu. LG Q9 RAM 464, máy zin thì rất đẹp, 2,3 triệu nhá, 2,3 triệu. À đây có con hàng mới về nó quên không, nó không quay này. Samsung A31 bản RAM 4 bộ nhớ 100 RAM 464 nhá. Máy zin rất đẹp, bản một sim bản Hàn thôi. Một sim bản Hàn nhá. Máy bao zin đẹp cả 99, 2,8 triệu nhá. A31 cái màn hình con này đã đắt lắm. Màn hình con này phải 1,5 triệu đâu. Quá rẻ. Samsung A750 RAM 464 2,3 triệu, còn RAM 6 bộ thì 128 2,5 triệu nhá. Hình thức 98. Redmi 9T RAM 464 2,4 triệu. Oppo A55 RAM 4 bộ nhớ 128, máy zin đẹp 3,3 triệu. Con này là con Redmi 9A. Thật sự quá rẻ luôn mà thấy mọi người không mua nhỉ. Mua nào có 1,5 triệu này. RAM 2 bộ nhớ 32. RAM 2 bộ nhớ 32 nhá. Đấy, bộ nhớ 32GB này. Màn quá đẹp. Màn hình con này phải tầm khoảng 6,7 inch. Pin siêu khủng. Có 1,5 triệu thôi nhá. Dùng máy ai thích dùng pin trâu chứ dùng con đấy quá rẻ. LG Q61 có 2 cây thôi. Máy đẹp ke 99, RAM 464 nhá. 2,4 triệu Q61. Quá rẻ. 4 cam sau luôn các bạn ạ. LG Q9 5G RAM 6 bộ nhớ 128, máy đẹp 99, 2,9 triệu nhá. Samsung A32 RAM 6 bộ nhớ 128, máy đẹp 99, 3,7 triệu. Redmi Note 8 con RAM 664 và một con RAM 464 nhá. RAM 464 thì là 2,5 triệu, còn RAM 664 thì con này đẹp thì là 2,7 triệu nhá. Samsung M12 RAM 4 bộ nhớ 64, máy zin đẹp 2,9 triệu nhá. LG G7 Thiên Quy RAM 464, máy zin đẹp 2,1 triệu. Redmi K40 Gaming RAM 12 nhá. RAM 12. Con này pin thì nói chung là màn hình với chip chủng con này chơi game nó là miễn chê luôn, 6,1 triệu nhá. K40 Gaming. Xiaomi C11 RAM 2 bộ nhớ 32, máy zin đẹp 1,7 triệu nhá. Samsung A22 RAM 6 bộ nhớ 128 nhá. Máy zin đẹp thì là 3,5 triệu, còn con này phẩy thì là 3,2 triệu nhá. LG Velvet RAM 8 bộ nhớ 128. Máy zin thì rất đẹp 9899 nhá. 3,9 triệu, quá rẻ. LG Velvet 3,9 triệu nhá. Còn hình thức đẹp 99 luôn các bạn ạ. LG là con LG gì nhỉ? Không phải. Hết pin rồi, để tối này nhỉ? À. Xem tên con này là gì. Nhưng mà con này nói thật các bạn rẻ lắm, đáng mua lắm. Màn hình to. Q51 thật. RAM 3 của nhà 32 nhá. 3 cam sau là đèn flash to đùng, vân tay đầy đủ. 1,9 triệu thôi. Quá rẻ. Quá rẻ cho một cuộc tình.
A5S 5G bản một sim, tức là bản Hàn đấy nhá. 4,9 triệu. Oppo Reno 4 5G RAM 8 bộ nhớ 128 hình thức phẩy. Kính mặt trước có vỡ một chút xíu đây này. Các bạn có thể ép kính hoặc không ép kính dùng cũng được. 2 cam trước, 4 cam sau. 2,8 triệu. Redmi Note 11 RAM 4 bộ nhớ 64. 3 triệu, con này phẩy có một vết phẩy duy nhất ở đây. Đấy. Xiaomi 11T 5G máy zin đẹp keng 99. 11T 5G. 5,9 triệu nguyên đồng phụ kiện nhá. S10 Plus RAM 8 bộ nhớ 128 hình thức 98 5,3 triệu. S15G màn hơi ám nhẹ thôi 4,5 triệu nhá. Thật sự con này mình không nói con còn không biết ở đâu. RAM 8 bộ nhớ 256. Samsung S9 à, xin bạn Note 9 bản Nhật. Bản Nhật dùng chip Snapdragon 845 nhá. RAM 6 bộ nhớ 128, máy zin đẹp 4,9 triệu nhá. 4,9 triệu. Máy zin đẹp keng 99. Còn con này thức phẩy thì thanh lý 4,3 triệu nhá. Thức 98 thanh lý 4,3 triệu. Oppo A93 RAM 8 bộ nhớ 128, máy zin thức đẹp 3,5 triệu. Realme C17 RAM 6 bộ nhớ 128 nhá. Máy zin nâng có phẩy một chút xíu thôi, 2,7 triệu nhá. Samsung J7 Prime có 3 cây. Hai cây này là 1,3 triệu nhá, RAM 3 bộ nhớ 32. Còn là 1 triệu thôi, còn này ép lại kính bán 1 triệu. Thanh lý. A30S RAM 464, 2,4 triệu nhá. Máy zin đẹp. Oppo A73 RAM 6 bộ nhớ 128. Con này để cho người 3 triệu thôi nhá. Đây thanh lý cho các bạn hai con 7G 1,5 triệu. Máy lốc các bạn về tự ai hiểu về máy lốc thì cũng mua nhá. 1,5 triệu một cây. Đây, các bạn hóng con này giảm giá thì giảm giá luôn cho các bạn. Có bạn bảo giảm mong hóng con này giảm giá. Ok, Nokia 3,4 triệu. 1,8 triệu, RAM 464 nhá. Bán hòa vốn. Nỗ bộ sạc Poco C40 RAM 464, máy zin đẹp. Máy zin rất đẹp nhá. 2,6 triệu, quá rẻ. Em gọi mì xào giòn đi. Redmi Note 7 1,6 triệu. Máy zin hình thức 97. Không ấn được nè. Nó cứ dính dính này nhỉ. Anh cho anh nọ xịt ra đây. Em con này nó bị làm sao đấy mọi người. Hay vào chế độ gì à? À đây nó dùng nhiều ứng dụng quá. Chẳng phải. À không cài ứng dụng rác thế này nhỉ. Cài cái này nhanh đơ lắm. Mình sẽ xóa cái đấy đi. Mình ứng dụng đấy thì chỉ đơ máy đấy. Đơ luôn. Ô, còn này cái mình reset lại máy đảm bảo ngon nhé. 1,6 triệu. Do toàn cái ứng dụng dọn rác mà tác dụng gì. Samsung Note 9 thanh lý một con này là 4 triệu này. Màn đẹp không ám mố nhưng mà bị xước về tờ dưới này. Thanh lý luôn 4 triệu quá rẻ. Còn con này là 3,5 triệu. Có một cái đốm nhỏ trên màn hình nhá. LG
X6 ra bù 64 2.050.000 nhá. Xiaomi 5 RAM 3 của 32 nhá. Máy zin thì 98.700.000. Samsung A10s RAM 232, con này 1.6 máy zin nhá. Con này 1.3 là màn hình đẹp lại kính rồi. Oppo F7 thì thôi, con này mình cũng sẽ bán 1.6 bằng con kia nhá. RAM 64, máy zin thì tức phải. Vivo 1.4 RAM 332 nhá. V1906, máy zin thì tức 97. Tiếp theo là con Mi 5 Plus. RAM 464 là 1.5 triệu, còn RAM 332 là 1.3 triệu nhé. Oppo A5s nói chung là chỉ phải lưng thôi. Mặt trước rất là đẹp, 1.6 triệu, RAM 332 quá rẻ, 1.6 triệu nhé. Redmi 8 RAM 464, thanh lý 1.5 triệu, còn này vỏ xấu, màn có một đống phản quang nhá. Này, có một chút phản quang. 1.5 triệu. Cái này 1.4 triệu rồi đi. Ok chưa? 1.4 triệu. Quá rẻ. Ok, thì trên đây là toàn bộ số máy bên mình nhá. Mọi người xem ưng con nào thì chủ động liên hệ bên mình để đặt hàng qua số Zalo bên mình nhá. Thank you, chào và hẹn gặp lại.